Kéo kéo hành hạ ta mà quay tưởng một cái hành động thiện nào bắt con quay được quay. Thì con quay luôn hả? Con biết biết mà cái hành chừng nào rồi vì vút ve nó con hiểu con quay thấy vậy chứ lên chứ thấy tàn nhẫn lắm á chứ không phải quay lại đâu nghe. Ta nhổ lông nhổ cánh téo cảnh téo khổ ta lận. Nè đây muốn gần thì cho nó là gần, còn xa cho nó xa chứ có gì đâu. Bây giờ khó khăn
con cũng không biết. Để nó lấy củi cũng phan hết rồi. Kinh nghiệm hả? Kinh nghiệm hả? Có kinh nghiệm rồi phải không? Thank you.
hay quá trời ơi.